Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm thứ tư, ngày 3 tháng 5, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng giảm trái chiều ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở sát ngưỡng 2020 đô la Mỹ một ao. Giá vàng thế giới biến động tăng khi đồng đô la và lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.550.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.170.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán giá thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.550.000 đồng một lượng, chiều bán 67.250.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.200.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji là 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi cả hai chiều mua bán. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.600.000 đồng một lượng, chiều bán 67.200.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.200.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.650.000 đồng một lượng, chiều bán 67.350.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 130.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.670.000 đồng một lượng, chiều bán 67.330.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.650.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.700.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boso 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều so với giá vàng miếng SJC. Khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh tăng khá mạnh với mức tăng từ 105.000 đồng một lượng đến 250.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.734.000 đồng một lượng đến 55.950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.734.000 đồng một lượng đến 56.950.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 2017 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 0,4 đô la với tỷ lệ 0,02%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 2012 đô la Mỹ và cao nhất 2019 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 28.672 đô la Mỹ một đồng.
trong phiên đã giảm 0,05%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã lùi về mức 101,548 điểm, trong phiên đã giảm 0,38%. Bên cạnh đó, lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng lùi về mức 3,397% một năm, giảm 0,96% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 70,124 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã giảm 1,97%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới phiên ngày hôm nay duy trì ở sát ngưỡng 2020 đô la Mỹ một ounce khi thị trường chờ đợi các thông tin từ cuộc họp chính sách của Fed. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 57.100.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 10 triệu đồng một lượng và cao hơn vàng nhẫn 4 số 9 140.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay tăng mạnh với giá vàng giao ngay đã tăng lên mức 2.020 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai tháng 6 nhảy vọt lên mức 2.028 đô la Mỹ. Theo các nhà phân tích, việc vàng có kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này hay không còn phụ thuộc vào thông điệp của Fed vào phiên ngày hôm nay. Hiện tại, thị trường định giá 85,7% khả năng Fed sẽ quyết định với mức tăng 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, các dữ liệu vĩ mô công bố gần đây cho thấy, bao gồm cơ hội việc làm thấp hơn dự kiến báo hiệu rằng đây có thể là lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong chu kỳ thắt chặt mạnh nhất trong vòng 40 năm này trước khi tạm dừng. Theo kết quả khảo sát về cơ hội việc làm và doanh thu lao động của Bộ Lao động Mỹ mới đây cho thấy, thị trường lao động của Mỹ có dấu hiệu chậm lại với số lượng cơ hội việc làm giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 3. Cụ thể, cơ hội việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm với 9,6 triệu trong tháng 3. Trước đó, giới chuyên gia kỳ vọng với mức 9,8 triệu. Ngoài ra, tỷ lệ cơ hội việc làm cho những người thất nghiệp đã giảm xuống 1,6% vào tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Fed thích theo dõi tỷ lệ này và thường viện dẫn mức tăng cao đó của nó để biện minh cho việc tăng lãi suất. Với dữ liệu bắt đầu ủng hộ việc tạm dừng lãi suất và tình trạng hỗn loạn ngân hàng vẫn còn mới với sự sụp đổ của First Republic, các chuyên gia cho rằng giá vàng tăng cao hơn hay không còn phụ thuộc vào thông điệp của Chủ tịch Fed ông Powell và những gì ông sẽ nói về tình trạng của ngành ngân hàng. Nhà phân tích thị trường cấp cao ông Craig Elam của Onda cho biết, đối với vàng, thông điệp của Fed sẽ quyết định liệu kim loại quý này có đạt mức cao kỷ lục khoảng 2.070 đô la Mỹ một ounce một lần nữa hay không. Ông cho biết, Fed hẳn lo ngại về việc thắt chặt các điều kiện tín dụng sau sự sụp đổ của ba ngân hàng, nhưng rõ ràng họ không muốn dịu giọng cho đến khi buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, giới đầu tư tiếp tục lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế. Nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra khá thận trọng với cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng tại Mỹ. Đồng đô la Mỹ nhìn chung vẫn chịu áp lực suy yếu trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu có dấu hiệu sắp dừng tăng lãi suất. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đã không còn xem đồng đô la Mỹ là tài sản để dự trữ mà chuyển dịch dần sang giao dịch bằng các đồng tiền chủ chốt khác và tăng cường đầu tư vào vàng. Cú sụp đổ của ngân hàng Republic cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ vẫn chưa chấm dứt. Ngoài cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tháng 5, thông tin được thị trường quan tâm trong tuần này là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp từ tháng 4 được công bố vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Thị trường kỳ vọng sẽ có 179.000 vị trí đã được bổ sung và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 3,6%. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023 trên kênh của Minh Phát, đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.